ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian?" Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em." Kính chào ông bà và anh chị em đến với chương trình Lời Hằng Sống ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh hôm nay. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan tại chương 14 hôm nay cho chúng ta thấy huấn từ của Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta, Ngài nhắc tới Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy, và lời của Thầy không phải là do Thầy nhưng do bởi Chúa Cha. Và đoạn sau bài Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu nhắc tới Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến để nhân danh Ngài. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, làm cho anh em nhớ lại những điều Thầy truyền dạy cho anh em. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, hàng ngày đối với chúng ta là Kitô hữu, chúng ta vẫn làm dấu thánh giá không chỉ là một lần mà nhiều lần trên mình chúng ta. Chúng ta làm dấu thánh giá khi chúng ta dùng bữa. Chúng ta làm dấu thánh giá khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện. Và chúng ta tuyên xưng vào một vị Thiên Chúa ba ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con xác tín. Hay nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Và chúng ta còn thấy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan của một vị Thiên Chúa với ba ngôi vị đó. Tuân giữ lời Chúa, tuân giữ lời Thầy, nghĩa là lời của Chúa Giêsu gửi đến cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ yêu mến Ngài. Và lời đó xuất phát từ chính Chúa Cha. Thánh Thần Ngài sẽ đến làm cho chúng ta hiểu được lời của Chúa. Chúng ta có thể đi vào mối tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa Cha với Con trong Thánh Thần. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, có lẽ nhiều khi đời sống đức tin của chúng ta chỉ dừng lại ở việc mà chúng ta quá xin nhiều thứ với những mối bận tâm của cuộc sống thường ngày chúng ta. Chúng ta thấy trong tư cách làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ, làm ông bà trong gia đình, chúng ta thấy có những khó khăn vất vả của cuộc sống, những lo toan cho con, cho cháu chúng ta, cho đời sống sức khỏe của chúng ta, cho tương lai con cháu của mình. Thế thì chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin khẩn thiết, điều đó đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng rồi, đôi khi đấy, chúng ta có nguy cơ dừng lại ở lời cầu xin mà thôi. Chúng ta xin, khi được lúc đó chúng ta thấy Chúa yêu chúng ta và Chúa làm phép lạ. Và chúng ta chạy theo những cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta xin là được. Nhưng rồi, nếu như gặp những khó khăn và chúng ta xin chẳng thấy đâu, thì chúng ta thấy Chúa không yêu chúng ta và dường như hình ảnh của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa rất lu mờ trong đời sống đức tin của chúng ta. Chắc chắn Chúa Giêsu còn muốn chúng ta đi xa hơn nữa, đi xa hơn vào mối tương quan tình yêu như Ngài với Cha. Ta với Cha là một. Và Thánh Thần, tình yêu giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, chính tình yêu của Thánh Thần đó cũng nối kết chúng ta với Chúa Giêsu và với Chúa Cha.
để qua những thử thách gian nan của cuộc sống, nó không làm quật ngã chúng ta và không làm cho chúng ta thất vọng và bỏ cuộc, không làm cho chúng ta chối bỏ đức tin, nhưng chúng ta càng trông cậy hơn bởi biết rằng chúng ta đang sống mối tương quan với Chúa, sống mối tương quan thân thiết với Chúa và có thể đón nhận được tất cả những thử thách đó trong bình an, để rồi mình có khả năng để tuân giữ lời Chúa qua công ăn việc làm của mình, qua đời sống thường nhật, qua những cái lựa chọn của cuộc sống. Cho nên thưa ông bà và anh chị em, xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta, để mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá trên mình, trước khi ăn cơm, hay trước khi cầu nguyện, hay trước khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta sống mối tương quan với Thiên Chúa, sống mối tương quan với Cha, Con và Thánh Thần. Cảm ơn ông bà và anh chị em.